có lợi ích gì? Không lo bị cháy nắng. Trước khi ngủ, tại sao trẻ con hay đòi mẹ kể chuyện? Để mau buồn ngủ. Sau khi kết hôn, công chúa không cần mắc màng chống mũi nữa, tại sao vậy? Nàng lấy hoàng tử ếch. Lục địa nào đàn ông sống vất vả nhất? Nam cực. Vì sao chó không cắn được đuôi của mình? Vì đuôi chó không đủ dài. Tử tù thích chết như thế nào nhất? Chết già. Trên cột điện có ba con chim đang đánh nhau. Tại sao một con rơi xuống, hai con kia cũng rơi theo? Vì chúng vỗ chân cười. Đứng thì dùng chân, chạy thì lại không dùng, là gì? Xe đạp, đứng phải dùng chân trống. Một đại gia đã già yếu, rất lo sợ đứa con trai lười biếng của mình sẽ ngồi ăn núi lở. Ông phải làm thế nào để phòng ngừa? Yêu cầu sau khi ông qua đời thì phải đứng ăn. Khi mất điện người ta hay làm gì nhất? Kêu lên, mất điện rồi. Bay từ Hà Nội tới Sài Gòn chỉ mất 1 tiếng 15 phút. Lúc này máy bay đã bay được 30 phút. Hãy cho biết hiện máy bay đang ở đâu. Ở trên trời. Thank you, like, share, and subscribe. Please.